Rồi. Chào cả nhà, đến với kênh Nguyễn Trâm Family. Thì hôm nay là Trâm mới mua nguyên một cái chim mít đây để đãi anh chị. Đây, nguyên chim mít bự. Bây giờ Trâm sẽ cắt ra. Đây là lần đầu tiên mà đi qua Mỹ mà mua mít cho cả nhà. Chim mít này có giá là 27 đô. Rồi, các bạn nhận giá cả nhà. Nhưng mà hãy ra coi trên nè, người ở trên nè, không bé nó quậy quá không ấy. Bây giờ nè, chim mít nó bị lủng một miếng đó nè. Buồn ghê vậy đó. Rồi, bây giờ gọt mít thôi, gọt mít thôi. Đây là lần đầu tiên đi gọt mít luôn đó. Ở Việt Nam nó làm mua là ta. Dạ. 27 đồng á. Không cần đâu ơi. Khỏi bay khỏi. Khỏi bà uống luôn bà. Mình tay nha em. Được không? Lấy đi cắt cho. Mình tay đó. Đây, anh quay mấy cái chuối ra. Đây. Thôi cho anh nướng chuối. Lấy miếng giấy, chuối muộn nó mới được. Chuối nướng. Lòng mà thích ăn cái dưa chua không? Dưa chua mà. Dưa chua mà làm bằng cải xanh với rau cần ngon lắm anh đâu. Lấy trong một khúc sẵn nè. Qua sẽ bảo để qua anh đến nhà còn mới mai làm nữa. Cái gì đó là làm cái gì? Dạ rồi nha. Mà còn cải xanh. Ủa, mình bữa nay còn đi hai tuần nay đâu có còn nhà. Em cắt nó giống như cắt chơi khóm vậy đó. Ừ, cắt nghe. Cắt đường dọc nó đi. Xong mình cắt cái củ. Mai mới về chứ. Thôi tối về ba, về coi nhà cửa sau đi gần 2 tuần lễ rồi. Quá tay rồi. Bây giờ dạ. Wow, lái xe xuống thăm như này đây. Lái xe xuống thăm như này. Mai mới về mà anh không chịu kìa. Thăm nhân này xong rồi. Rồi à. Đúng rồi, em ơi. Giờ thấy đồng cảnh không được đi cho nhỏ cho không có rồi đem về rồi. Đây. Tình tay nghe. Trời bây giờ lạnh quá ra ngoài không không. Nhỏ một chút chứ. Nhỏ bỏ vô bọc rồi về. Rồi đó mình tách muối ra mình lọc cái ra thôi. Tình tay đó nghe. Vào bán đó. Cũng sẵn nè. Cảm ơn bạn. Anh xuống không? Em xuống không? Vâng, 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 không cần, đâu cần, đâu chưa, cái nhà Trâm sẽ thử một miếng trước nha. Rồi xong rồi chuyển qua cảnh sau, Trâm chuyển cái mô này cho Trâm. Trâm lộn cộng quá, ăn thử rồi nó ngọt không? Muốn ăn cải xanh không, tôi cắt sẵn cho. Rồi cải thì, mình về con nghỉ nhà có đó. Cho anh miếng này. Đi 2 tuần biết thằng kia nó có tới, không được, mỗi ngày. Nó nhỏ rồi. Trời đất ơi. Chút xíu vậy. Ăn đi, ăn đi. Nhưng mà ăn được thôi chứ nó không có được ngọt cho lắm. Ăn được mà má, má biết à. Ngon mà. Ngon ngoại mà hứa. Cái mấy này mít giòn rồi má, mít này ăn ngon. Đấy được. Rồi bà nội thử coi ngọt không? Dạ đi con lộn. Không ngọt lắm. Không ngọt lắm. Ăn được rồi. Cái muốn nó có chút xíu à. Thơm nhưng mà nó vô không nó không lọt hết luôn. Cái không? Giỏi thế Mỹ mới biết làm á. Nè ăn cái này đi. Chưa biết làm cái vụ này. Cái nhà coi nè. Nhiều muối lắm mấy nhà cả nhà. Trời. Bây giờ Trâm sẽ lột từ từ. Đúng rồi. Con cái này nó tính nhỏ bên nó quanh nó về bên đây nữa hả?